Phía trước mặt mình đang cho cả nhà xem á, là bên này là cái khu vực chụp ảnh lấy ngay đó, chụp ảnh xong ở điện thoại thì mang đang lấy để rửa. Bắt đầu bên này thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào nhé. Đây là các mẻ bỉn sứa rồi chứ không phải là gái nữa, con gái nữa rồi. Rồi ở đây chúng ta đang đến cái khu vực gọi là sắc đông người thế rồi. Đa số hình như là toàn đầu đen hết ạ, kiểu như là con trai nhiều hơn con gái, có cái sự không cân đối về giới tính. Bên này cũng là rửa ảnh anh thôi, bên này chơi trò chơi trúng thưởng. Ở đây ăn xoài này, chào các đứa trẻ tuổi nha. À, vội vàng ấy. Còn là xoài nào, bên đầu bên này bán xoài với lại xúc xích và cái gì nữa kia chứ. Ở đây hiện tại thì mình vào thì gọi là người thừa rồi, đa số mình thấy nhiều bạn trai vẫn đang không có đôi. Rồi đây đây, cáo luôn đi, cáo luôn đi. Cáo luôn đi anh ơi. Cắn đi không? Rồi bây giờ là đang rất là đông người, đang mình xem hai cặp đôi trẻ này đó. Ở đây người ta có cặp có đôi hết rồi, còn mới biết chứa đằng ế đằng sau. Đây còn hai bạn đang đi cùng sau này. Cô bé sexy. Ở đây chúng ta bắt học thì đi tiếp đó. Ở đây đông lắm rồi bây giờ ạ. Giờ gọi là cái thời gian gọi là quá tải. Rất là đông ở nhà, vào đây rất là vui nha. Bởi vì vào đây xem là người ta đang chơi. Ở đây là bắp cạo. Bên này đã có cô em gái rất là xinh bên này này. Dắt tay nhau luôn đó. Ngày Tết gọi là cái ngày người ta tập trung một năm làm việc vất vả, người ta sẽ ra để chơi đó. Bây giờ là đang có cặp đôi song sinh mới nghe trẻ tuổi đang bắt vợ đây nè. Bắt luôn đi, bắt luôn đi, bắt luôn đi. Anh phụ nha, cần anh phụ không? Không thì anh bắt luôn đấy. Bác đi, ba bốn người bác vào đi. Bê luôn đi. Chung ơi, sao nào, anh không? Ờ, quay đi, bây giờ đang quay này, xong bác luôn. Ông bác thì nữa, anh bác mất đấy. Anh ơi em nghe. Dạ vâng. Dạ vâng, em chào anh. Em đang ở phiên chợ Tết. Vâng. Em chắc sang năng mấy tiếng ạ? Vâng. Dạ em cảm ơn anh nhiều nha. Bây giờ em đang chơi Tết thì nên em gọi anh ra. Vâng. Dạ vâng. Vâng, vậy nhá, em chào anh nha. Bắt được không? Không bắt anh phụ đâu nha. Anh bắt phụ nha. Anh khỏe lắm, bắt nhanh. Nếu bắt nặng quá thì các bạn ấy khóc nha. Anh có chịu trách nhiệm đâu đấy. Bên luôn đi rồi cả nhà ơi.
bác luôn. 21 Ôi nhưng mà đừng có lăng bạc, em bị thương. Đây ạ, đây là người yêu đây ạ, người yêu hay là sắc đấy chưa? Sắc đấy chưa? Có rồi. Bây giờ đang kéo đúng không? Đúng. Nhưng mà đừng kéo, bạn em bị ngã, bị thương á. Chúng em ra đây ạ. Chúng em hay, rất là hay. Đừng có cho em nó chạy không, cái nữa khác nó tắm mất đấy. Đi cho bạn khác tắm mất đấy. Ở trong này thì là cái khu vực trò chơi. Thôi. Bắt thằng trúng thưởng à? Nhiều nhẫn thế sao đeo hết được bạn ơi? Chia ra đi. Này. Ừ. Chứ phải không? Sắc phải rồi. Chứ rồi. Sắc đúng rồi, chưa đúng bằng sao. Cái này anh lớn rồi anh không mua đâu. Thôi bây giờ chúng ta đổi hướng, đổi chiều sang bên này để chúng ta xem có cô em nào xinh xinh không để bắt về lần vợ. Chưa vậy thôi. Nay mình đi là gọi là đi trải nghiệm cho cả nhà xem. Rồi đây. Đây khu vui chơi này thì gọi là đi lòng vòng cái sân vận động thị trấn Mèo Vạc này thôi. Bây giờ mới đăng này. Kéo như chết. Đang vỗ mông cả nhà, ở đây đang vỗ mông. Vỗ mạnh vào. Đây nữa. Bên này đây, bên phía trước cả nhà nhìn, bây giờ đang kéo bên này nữa này. Đây một ngày, những ngày vui là người ta trò chơi như này thôi. Wow, xe khuất mất rồi. Đây. Bắt luôn. Bắt. Chạy nè, nè xíu chị chạy à. Về gần đây là cái anh chị đỡ đó. Có gì? Đây. Tưởng càng ảo mà. Anh à. Đây là phở là nào ơi. Cho con gì phở đấy. Tò này đó, anh chết gì tò đấy, chỉ có nói là tên của tao đấy rồi. Có cho thầy, có thầy đến cho thôi. Đa số còn những người có cặp có đôi thôi. Con này gọi là tam giã ấy, gần hết rồi nhà. Đang đi về. Và mình cũng chuẩn bị đi về thôi. Em hay làm về mảng gì? Không nghe làm từ thiện đâu. Hả? Từ thiện nhiều lắm. Ba lần một cộng lại là bao nhiêu hả chị? Bác luôn rồi. Mình đang chưa có về nhà, một xíu nữa mình mới về cơ cả nhà. Tại vì hiện tại là đang còn đông người quá. Mình chưa thể về nhà được. Đang vui chơi quá. Mình phải đi xung quanh một tí để gọi là
ghi lại một số hình ảnh trong cái ngày đi chơi Tết này đã. Xong mình mới bắt đầu đi về. Đuổi chứ gì. Đây, sắc bác đi rồi. Chùa mạnh đấy. Bác luôn đi, bác luôn đi, không bác thì anh bác mất đấy. Anh bị chú hạt ra phải không? Đang vắng vắng rồi cả nhà, vắng vắng người rồi. Nhưng mà vẫn còn một số người gọi là ở gần gần thôi. Mình thì cách đây tầm 27-28 cây số gì đấy. Mình đi mất hơn tiếng đồng hồ. Bây giờ thì mình phải chơi một tí nữa xong mình mới bắt đầu đi về cơ. Ủa mấy bạn đi nhanh vậy? Giờ không kiếm đâu ra rồi. Đâu đi vào trong này coi. Không biết đang mua cái gì vậy? Bố mông à? Bố mông à? Hello anh chứ. Xin chào các người đẹp. Cho anh quay một tí nha. Quay. Cả vừa quay vừa. Lần đầu à? Em là người ở đây à? Em xem kênh của anh đăng ký hộ anh mà. Đăng ký hộ anh á? Rồi thế là fan của anh rồi. Nhưng mà mua có phần của anh không? Có. Ai cho? Em ai trả tiền? Em trả nha. Okay. Trả luôn, bây giờ ăn luôn. Chưa vậy đâu, anh không ăn đâu. Thế đây là bạn bè của em đúng không? Vâng. Sao con gái lại thích ăn xoài nhỉ? Em không biết. Không biết á? Em thấy ngon thì ăn thôi. Thấy ngon thì ăn thôi à? Vâng. Con gái đây là đồ con trai, con gái chỉ có ngay đây nước gì đây? Em trà sữa. Trà sữa. Vâng. Thấy thạch hay sao mà? Ồ rồi, cảm ơn em nhiều. Vâng. Tại vì anh thấy lúc nãy em gọi anh phải hỏi xem là ai đã. Nhưng mà em tên gì đấy? Em tên Mỹ ạ. Mỹ. Em vẫn đang học đúng không? Vâng ạ. Đang học cấp 3. Dạ, em tên là Mỹ. Em tên là Mỹ, đang học ở trong thị trấn này luôn không? Vâng. Em ở trong này luôn ạ. Trong này luôn? Vâng. Thích nhờ? Ở trong thị trấn thích nhờ? Vâng. Ừ. Toàn mấy bạn xinh xinh như nhau thôi. Ai để anh bác một cô nha. Anh bác một em được không? Nhưng anh không có chứng bị người bác, một người có bác được không ấy? Bác được chứ. Bác được nha. Ơ tụi em nhà đâu, nhà em đâu? Nhà em tổ 4 ạ. Tổ 4 trên này. Vâng. Em học lớp mấy rồi bây giờ? Em lớp 8. Vậy là em còn con nít không có bác được. Anh bác em chỉ bác người lớp 13 thôi. 12 còn chưa bác ạ. Anh chưa lấy vợ nữa à? Em chưa, sắp lấy rồi. Nhưng mà không kéo vợ đi, vợ. Anh đang tìm, không tìm ra cô nào này. Có làm dây chìa khóa mà. Anh không làm dây chìa khóa, đây là chìa khóa của xe hơi sao mà SH hay cái gì đây? Xe ô tô hay xe gì? Xe hơi, đây là chìa khóa xe hơi. Chứ không phải, anh không có xe hơi để đi đâu. xe hơi, xe ô tô mà. Cái này chìa khóa xe hơi, chứ không phải chìa khóa xe máy. Bác luôn nha, bác luôn không? Bác không để anh phụ. Có bác không để anh phụ. Nhưng mà hai người ôm thế này ai lấy bây giờ? Em lấy đúng không? Rồi, đây là... Đây là bạn gái là người hay là thế nào? Đây là mình gặp đâu về chơi đấy. Gặp đâu trời ơi, anh trời chỉ ở chơi trời mà. Xinh là được đúng không? Nhưng mà một người chỉ yêu một người thôi, làm gì hai người ôm một người sao được? Có đứa con nhiều quá. Hai người con gái với người ôm một cô chứ. Thì ôm hết ngày thì thôi rồi. Hello. Bây giờ gọi là sắc hết rồi nhưng mà vẫn còn đang còn rất là đông. Đấy, của mình xong chưa vậy? Xong hết.
đúng không? Sao anh phải không? Là anh em ạ. Anh em sao ôm nhau mà mầm nữa kia? Hả? Anh em mà dám ôm nhau mà anh em là người yêu của nhau thì đâu có dám ôm nhau. Người yêu người ta mới cho ôm nhau. Anh em người ta không ôm nhau đâu. Thế em đang học lớp mấy rồi? Em học lớp 7. Lớp 7. Thế bạn trai học lớp mấy rồi? Anh trai của em ạ. À. Anh trai sao ôm vai anh kia? Lớp 10. Nhưng mà bây giờ có 2, 3 người rồi, em chọn bọn anh chàng nào đây? À, cả hai anh này này. Cả hai anh luôn. Thôi, anh chạy vẫn xét rồi. Em chạy đi. Không được, tại vì anh thấy tụi em gần gũi quá, anh không có người yêu đây này. Không sao đâu. Anh kiếm người yêu không có. Anh kiếm người yêu không có thì. Thôi. À, thế bây giờ là một người yêu 3 người đúng không? Không, em có anh này luôn. Có anh chàng đẹp trai này đúng không? Em là em học lớp mấy rồi? Hả? Anh này đang học lớp 8. Lớp 8 à? Lớp 7, lớp 8 là yêu nhau được rồi á? Anh đăng ký, anh kiến toàn phải học lớp 13 cơ. 13 anh mới yêu cơ. 13 anh ơi anh. Mấy cái gái học đại học là xinh gái mà anh. Đại học là toàn 14 hết rồi. Để bạn đời. Để gặp sau rồi. Thế yêu có định lấy không? Không biết, không đoán trước được là đâu không, anh ơi. Không đoán trước được là bây giờ chỉ biết yêu thôi đúng không? Đâu có phải người yêu của nhau đâu là anh em. Trời ơi, ôn nhau mà đi kia không phải người yêu. Anh em. Ngại quá.